Kính thưa quý vị, được biết rằng ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu quân đội phải tuyệt đối trung thành đối với Đảng Cộng sản, tin từ Việt Nam. Tờ báo Thanh niên ngày 29 tháng 9 năm 2020 loan tin tại Đại hội biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội Cộng sản lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2020 đến 2025 ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Cộng sản, đồng thời cũng là Bí Thư Quân ủy Trung ương Cộng sản, đã yêu cầu quân đội Cộng sản phải tuyệt đối trung thành với đảng Cộng sản, phải là chỗ dựa vững chắc của đảng Cộng sản. Dù sức khỏe không được tốt sau khi bị đột quỵ, nhưng tại đại hội, ông Trọng vẫn không bớt xảo ngôn hơn trước đây khi đã nói rằng quân đội Cộng sản là quân đội nhân dân, quân đội của dân, vì dân, nhưng lại phải chịu sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng Cộng sản, cho nên đối với Đảng Cộng sản thì quân đội phải tuyệt đối trung thành. Nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ lãnh thổ của đất nước, nhưng đối với quân đội Cộng sản Việt Nam thì nhiệm vụ trọng tâm hiện nay chính là tuyên chiến với những người bất đồng chính kiến, coi những người bất đồng chính kiến là đối tượng để tiêu diệt. Và vì vậy, ông Trọng ra lệnh quân đội Cộng sản phải là lực lượng đứng đầu và mạnh mẽ trong trận chiến về quan điểm với những người bất đồng chính kiến mà nhà cầm quyền vẫn gọi là quan điểm sai trái của thế lực thù địch. Đây là trận chiến mới với mặt trận không chỉ mình ở trên báo chí mà còn ở trong xã hội thực tế và ngay trong nội bộ quân đội cộng sản. Đặc biệt là đối với nội bộ quân đội cộng sản thì ông trọng yêu cầu tuyệt đối không để bất kỳ một quan điểm, một tiếng nói nào trái ngược với chủ nghĩa độc tài cộng sản xuất hiện.